nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe sự tích của cái ghế này, lý do tại sao nó bị gãy như vậy. Mọi người coi nha. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ớt. Thì kìa, bây giờ nói 5 lần không có dắt nha. Bây giờ ngoại sẽ là người nói trước. Nồi đồng nấu ốc. Chưa luôn, một phút nữa, một đi lại đờ, lại đờ ánh sáng ơi. Không phải tại ghế gãy đâu, tại chị Vân đó. Còn hôm nay nó không lủng mở, hôm nó đã bị từ sáng rồi. Lâu rồi, nó bị nãy giờ. Chị nói nghe cái âm lượng. Cái ghế đó nguyên đoàn phim quay nhiều người lắm, không sao mà. Thằng Chiên chị Vân quay gãy cái ghế luôn. Mà bữa giờ chị Vân không có ngồi ghế này nha. Bữa nay mới ngồi lên nha. Bữa nay chị Vân mới ngồi lên ghế này. Nguyên đoàn phim nghỉ luôn, tại vì đâu mấy bữa là mấy bữa chị chiên ngồi cái ghế bự này nè. Quay lại từ đầu rồi chứ bây giờ cái ghế đâu sao mà lên được nữa. Mấy bữa chị ngồi ghế bự thì không nè, hôm nay tự nhiên sạc ở đây làm chi. Ghế bự đi mi cho ngồi cái ghế mà nguy hiểm quá. Cái này chắc anh luôn ảnh dài quá. À. Anh quên chứ. Chắc anh dài quá. Ai dài, anh dài phải không? Anh dài xuyên vậy. Sáng hồi nãy tưởng chị Vân diễn miếng té. Tưởng đâu là diễn cái miếng té. Ai ngờ đâu miếng ảo thuật, miếng ảo thuật. Ảo thuật đó, đi lụm cái này đi mò cái này mà rớt cái bể. Ủa chị Vân, chị đánh má hồng hơi nhiều hay là tại sao mặt đỏ lại? Trời, em tưởng như mắc cỡ hả? Đây không phải là một cái ghế mà đầu tiên. Ủa vậy? Tôi đến nhà Thúy Nga và Thúy Nga cũng bị gãy một ghế như vậy. Ô, con chỉ quay là hiện tại không biết bao nhiêu cái ghế còn thêm. 200 hàng cái ghế này gãy hết rồi. Cái ghế này ghế 100 hết. Gãy cái chỗ đó rồi, cái bọng nó rồi. Cô gãy luôn. Đây có một cái nha ta, còn một cái. Đây có một cái. Mà nói xấu tôi cái gì không? Anh. Gì? Bây giờ em có cách này hay lắm nè. Cách gì? Để tránh gây ra thiệt hại cho đoàn phim nữa thì bây giờ mình phải bàn với nhà sản xuất là hàng cái chân ghế mà bằng sắt á thì nó mới an toàn được, nó bảo vệ được tính mạng của người nghệ sĩ nữa. Bảo vệ cho diễn viên đúng không? Đó. Hỏi chị Vân coi có đồng ý không? Chị ơi. Chị, bây giờ em tính vậy nè chị, để mà đảm bảo an toàn cho chị á. Như là tránh thiệt hại như vậy. Cái ghế nó bị lỏng lẻo này ơi. Cái ghế bị lỏng lẻo từ trước rồi, cứ đổ thừa chị Vân ngồi lên không à, kỳ quá. Cái ghế đó là ghế cũ mua lại ở đâu á. Thôi tại em nè, em hay ngồi cái ghế đó nhiều nhất luôn. Cho nên là nó đã gãy từ trước là do em. Bây giờ nè, cái ghế thì lủng lẫy mà cái lủng lẫy là gì? Cái trái gì đó, cái trái quýt đó là quýt giả. Nó nhẹ bẩn vậy đó, cái chừng rớt nó đi đâu mất tiêu rồi. Đó thì phải diễn đồ này kia. Thôi, lủng lẫy này vô. Lủng lẫy là gì? Không, bây giờ hỏi thiệt, ở nhà chị Vân là xài ghế gì vậy? Chị xài cái tượng này nè, chị xài giống như Lan đây nè. Thầy xui thôi, mình ngồi cái trọng lực nó không đều, lực khúc chế đất nó hơi mạnh thôi. Xui đâu, tại vì chị kỹ với ghế. Bữa đến nhà Thúy Nga tập cũng... Ai đánh đây nè? Gãy cái ghế. Mà ghế ngựa. Mà em nói gì, té xuống á không có quê, mà nghe ông Khánh cười mới quê. Và kể từ đó chị Hồng Vân thù ghế, thích giảm. Bye bye, xin chào. Ủa hả? Rồi da, vậy nè. Rồi da.
Trời, không ngờ cái vụ gãy ghế mà em kêu cả một đội ngũ quay phim lên mà phỏng vấn chị Vân vậy luôn à. Cái chuyện đó người ta đã muốn quên từ ngày hôm qua rồi. Nhưng mà hôm qua sau khi idol mà rớt xuống thì ai cười to nhất? Đi cũng chính hắn bắt con vô hỏi idol, bắt em vô hỏi idol. Nó tự mất đứt tiên thì dây thần kinh luôn á. Rồi, thí dụ cái ghế ngã gãy em cười làm sao? Nếu em ngồi đó em cười làm sao? Nó cười đàng hoàng, nó cười đúng. Hôm qua chị Vân thấy em tế nhiều, em bịnh miệng lại, chị Vân thấy không? Em bịnh chặt cái miệng em lại luôn. Không có tế nhị gì hết á. Thôi đi ra đi, làm phiền chị Vân đăng ký hợp đồng tiền tỷ đó mấy đứa. Cái già xong nghe nói chị Vân cắt xe chị Vân không 3 tỷ đó. Rồi, được chia phần trăm nữa đó nha. Phần trăm hả? Phim nghe lời 200 tỷ rồi.